Trời, dậy đi, trễ rồi. À, từ từ thôi. 9 giờ rồi anh, dậy đi, sáng nay em có cuộc họp. Vậy hả? Dạ. Anh cũng vậy. Chắc chú Phát với mẹ đi rồi. Ừ, sáng nay công ty anh có cuộc họp sớm mà. À, đi từ từ thôi em. Lại đến anh, trễ rồi. Ơ à. Mẹ à, hai đứa. Sao mẹ chưa đi làm à? Mẹ đi ngay đây, em lên chuẩn bị nhá. Con nhớ là sáng nay chú có cuộc họp sớm cơ mà. Chú quỷ rồi. Còn con sao con chưa đi làm nữa? Thì bây giờ con ra công trường đây. Hôm nay con cũng ra thẳng cửa hàng chứ không có tới công ty nên cũng không gấp lắm. Con không biết chú với mẹ vẫn còn ở nhà. Chú cũng lên chuẩn bị đi làm đây. Trời ơi là trời, làm sao bây giờ? Còn làm gì nữa? Chuyện này là do tụi nó lên kế hoạch mà. Mình cứ lờ đi thôi. Mẫu này của Hằng hả? Dạ. Dành cho tuổi 50-60. Bởi vậy nên làm anh mới không đồng ý đó mẹ. Vì không phù hợp với mục đích của cuộc thi. Ừ. Đúng là không phù hợp thật. Nhưng mà thiết kế cũng khá đó. Dạ, con thấy khá là đẹp và cũng tiện dụng nữa, vì có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. À, nhưng mà mục đích của cuộc thi này là mẫu áo thiết kế tặng mẹ. Mẫu này chỉ có thể tặng bà thôi. Con thấy thêm mẫu tặng bà cũng hay mà mẹ. Như vậy thì khách hàng sẽ có hai mẫu để lựa chọn. Con nghĩ nhiều bậc phụ huynh cũng muốn tặng cho mẹ của mình lắm. Vậy thử lên mẫu coi sao. Dạ. Con cũng lên kế hoạch và dự trù sản xuất đi ha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ. Sao nữa? Vậy là mẹ chấp nhận chú Phát rồi phải không? Con nhỏ này đang ở công ty đó. Con biết rồi, nhưng mà mẹ tiết lộ cho con chút được không? Mẹ không biết là hôm qua con với anh Khang đã phải vất vả thế nào mới tạo được cơ hội cho hai người đâu. Không phải hôm qua hai đứa ở khách sạn hả? Nè, đừng có nói là hôm qua hai đứa sang nhà bà nội Hằng đó nha. Dạ, đúng là như vậy. Trời đi. Giám đốc ơi, tới nhà rồi. Anh ngủ quên hả? Bữa nay anh mệt lắm hả? Dạo này nhiều công việc nên là cũng hơi mệt thật. Em không về nhà hả? Đang đâu đây? Tại em thấy bà nội chỉ có một mình nên em định tối nay mình ngủ lại với bà. Sao em không nói với anh trước? Anh có mang quần áo gì đâu? Em chuẩn bị cho anh hết rồi. Vậy mà chả nói với anh tính nào cả. Em nói với anh thì anh lại đắn đo, cân nhắc và suy nghĩ. Cứ coi như mẹ ép đi. Chẳng biết vui hay nên buồn nữa. Mình về đây vừa làm cho bà nội vui nè, vừa giúp chú Phát có cơ hội với mẹ nữa. Chắc là nên vui á. Nhưng mà anh không thích chuyện em tự quyết định như vậy đâu. Em biết, em biết. Đã là vợ chồng á thì chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ của nó chứ. Cũng có lúc anh giấu em làm chuyện gì đó thì anh nghĩ là tốt cho em. Đừng có nói là anh đang giấu em chuyện gì nha. Không, không có. Giấu gì đâu. Anh mà giấu em chuyện gì á, chết với em á. Sao em bảo cái gì cũng có ngoại lệ cơ mà. Thì cái đó chỉ áp dụng được cho em thôi, không áp dụng được cho anh. Đúng là phụ nữ có khác. Đi vô thôi. Lâu lâu bọn con muốn thay đổi không khí một chút ấy mà. Có đâu không mẹ?
sao mà không được, miễn là hai đứa cảm thấy vui thôi. Dạ. Mẹ ơi, tụi con xin lỗi, tụi con đi đột xuất mà không nói cho mẹ trước. Anh làm cái gì vậy? Sao thế mẹ? À, không có gì, hai đứa chơi vui nhá. Anh làm cái gì vậy hả? Anh đang nấu bữa tối. Duyên đâu? Duyên nói là Duyên đi qua nhà bạn ngủ rồi. Sao nó không nói gì với em? Nói với anh, nói với em cũng được mà. Giờ á, nhà chỉ còn anh với em thôi. Lát nữa đi ngủ quá, nhớ khóa cửa phòng cho kỹ. Anh không chịu trách nhiệm đâu đó. Anh yêu em. Thật là đây đâu phải là lần đầu anh nói đâu. Nhưng mà anh có cảm giác như là tụi mình đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Trăng mật cái gì chứ, tụi nhỏ nó về bây giờ đó. Ủa Khang, làm em hết hồn à. Cô bé còn dễ thương quá. Cô bé cái gì? Dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa thì em vẫn là cô bé của anh. Thôi, trễ rồi, em lên lầu nghỉ đây. À, không, không. Anh lên với em. Anh lên làm gì? À, thì tới giờ đi ngủ rồi. Chỗ anh ngủ kia cơ mà. Nói thật nha, anh nằm ở đó đau khắp người luôn. Đau người hả? Ừ. Vậy tối nay anh lên phòng Khang ngủ đi. Không à. Thôi mà anh. Không, không. 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 Nội, nội ăn gì để con nấu? Con thích ăn cái gì? Dạ, có ăn gì cũng được à? Anh Khang thích ăn nhất là hủ tiếu bò kho á nội. Vậy con nấu hủ tiếu bò kho đi. Hôm qua bà nói là bà thích ăn miếng gà đúng không? Em nấu miếng gà cho bà đi. Không, bữa nay bà hết thích ăn miếng gà rồi. Con nấu hủ tiếu bò kho đi. Em cứ nấu miếng gà cho bà đi. Con ơi, nội để quên cái điện thoại ở trong phòng á. Con lên rảnh không lấy giùm cho nội cái điện thoại dạ, nha. Dạ vâng ạ. Con cứ nấu hủ tiếu bò kho cho Khang ăn. Khang nó thích cái gì là con phải chiều theo ý chồng nghe. Dạ. Dạ đây là miếng gà của bà. Nội có dặn con nấu hủ tiếu bò kho cho Khang mà. Nội chờ con xíu. Đây là hủ tiếu bò kho của chồng em. Chồng cần em nha. Ủa rồi con ăn gì mi? Dạ. Hả? Đây nè nội, con cũng có nấu cháo cho con nữa. Trời đất ơi. Trong một buổi sáng mà con nấu được 3 món hả? Không những 3 món mà 7 món con nấu cũng được nữa đó nội. Thì trong đó. Đâu? 7 món của em đâu anh xem nào. Đây, con tặng nội có hết thảy là 7 món lận á nội. Nội muốn ăn món nào là có món đó, tha hồ cho nội lựa chọn luôn. Ăn đi con. Dạ, con mời nội. Mời nội ạ.
em ăn sáng nhá. Chà, trời đất ơi, thức ăn nấu sẵn mà cũng có thịt gà nè con. Hả? Bát của con có miếng thịt bò to này. Dĩ nhiên phải ngon con mới dám nấu mời nội chứ. Mời ăn đi nội. Ừ. À, để nội nói này cho hai đứa nghe nha. Tối hôm qua nội nằm mơ, mà mơ thấy em bé mới dễ sợ chứ. Trời ơi, tự nhiên nội thấy một cái đứa con nít nó nhỏ xíu, nó dễ thương vậy đó, mà nó cứ đi theo nội hoài à. Nội để nó ngồi chỗ nào xong nội đi, nó cũng đi theo bà nội. Con, mình nằm mơ mà thấy em bé là sao ta? Nội cũng nằm mơ thấy em bé nữa hả? Ủa là con cũng nằm mơ thấy em bé hả? Dạ không, nhưng mà mẹ con nằm mơ thấy em bé. Mẹ con nói hồi đó mẹ con nằm mơ vậy á thì có bầu anh hai con á nội. Ủa, hay là hai đứa có tin vui? Dạ, con không có. Hay là Hằng à bà? Thanh Hằng. Dạ vâng. Có khi nào Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.